Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Lê Khoreo. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi sẽ test đôi loa siêu khủng trong cái dòng loa cây của hãng Tannoy, đặc biệt là chính xác hơn là trong cái dòng S, thì cái model hôm nay là S10 Saturn. Đây là dòng lớn nhất anh em nhé. Thì cũng cách đây khoảng 2 tuần thì Khôi cũng đã bán một cặp S8 đàn em, thì cũng được nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực và anh em rất là yêu thích chuộng cái dòng này. Thì hôm nay Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em đôi loa S10 khủng ha, khủng từ ngoại hình cho tới chất âm. Anh em nào là fan của Tannoy, đặc biệt là yêu thích những cái dòng loa Anh Quốc, thì anh em tìm hiểu nghiên cứu thêm cặp loa này anh em ha. Khủng long thì các cái thông số của nó thì rất là cơ bản anh em. Tannoy đồng trục nổi tiếng rồi, thì ghép băng dẫn hoặc ghép đèn. Thì cái cặp này nó bắt 25 và một bắt cộng hưởng, thì chắc chắn nó trầm nó ra rất là tốt anh em nhé. Và bên cạnh đó là cặp loa để cho anh em vừa nghe và trưng bày, đặc biệt anh em có cái phòng khách thì cặp này quá đẹp, model này cũng quá hiếm anh em nhé, model cũng quá hiếm. Thì đó, một vài cái lời chia sẻ thì hôm nay Khôi ghép với cái con âm ly Tannoy nha, Acouphase 303, thì để anh em mình cùng nghe thử nha. Cũng chưa phải là cái con âm ly này là bản ghép hay nhất, Khôi sẽ còn nhiều con âm ly độc lạ hơn, nhưng mà cơ bản là để cho anh em nghe thử. Những anh em nào mà chưa chơi thì Acouphase là hợp với Tannoy nha. Ngoài ra đèn cũng có để đánh được, anh em nào chơi thì alo cho Khôi để Khôi tư vấn nhiệt tình hơn nha. Rồi, về cái mức giá thì Khôi cũng clip trước thì Khôi cũng đã báo là giá tham khảo trên 30. Thì ở đây thì Khôi sẽ báo giá chính xác cho anh em luôn là 32 triệu nha. 32 triệu. Thì anh em ở Sài Gòn thì Khôi sẽ báo ship tận nơi. Còn ở tỉnh thì Khôi sẽ đảm bảo với anh em là đóng hàng chống va đập, đảm bảo an toàn đến mọi miền Tổ quốc nha. Đóng cặp này thì cũng tốn kém rất là nhiều, nhưng mà Khôi sẽ bao cho anh em cái phần đó để anh em yên tâm mua hàng nha. Rồi, về cái hình thức giao dịch thì anh em nào mà đã theo dõi kênh YouTube của Khôi đã buôn bán 8 năm nay thì anh em cứ mạnh dạn và yên tâm mình chuyển khoản để mình khỏi phải mất thời gian chuẩn bị tiền thu hồ các kiểu. Tại vì khi mà anh em yêu cầu ship code thì anh em sẽ cọc 30%. Tuy nhiên mình sẽ tốn thêm rất là nhiều cái khoản phí là phí phụ, là phí thu hồ nữa, và người bán cũng phải chờ mất 10 đến 15 ngày thì bên bưu điện mới trả tiền nhá. Và anh em phải chuẩn bị tiền mặt để trả cho bưu điện. Thì đó, nói chung là tùy anh em là làm sao để yên tâm, tại vì Khôi là buôn bán người thật việc thật. Tại vì kênh YouTube của Khôi bây giờ cũng khá là mạnh rồi, và hàng trăm hàng triệu người biết tới, nên anh em cứ yên tâm nhá. Thậm chí là những người tới mua hàng Khôi còn chụp nhà Khôi lên nữa, nên anh em cứ yên tâm mà mua hàng. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi mình nghe thử chất âm Acouphase ghép với Tannoy nha. Chưa biết xuân về đây thôi.
Clip của Khôi tới đây là kết thúc anh em ha. Thì tiền đây thì Khôi cùng giới thiệu luôn ha. Đây là con âm ly Acouphase 303, một trong những cái model được rất nhiều người chơi ưa chuộng. Tại vì đây là cái dòng đánh 8 con sò sắc Hitachi, con dòng mất phết á, nó cho chất âm rất là mềm mại nè nha, tuyệt vời luôn. Thì vừa cái có ngoại hình đẹp nữa. Anh em nào có nhu cầu thì mình kết hợp cái bộ này rất là đáng chơi anh em ha, có giá trị. Loa rất đẹp ha. Đó, loa thì Khôi đã quay clip trước rồi nên clip này không quay lại ha. Đây căng còn nguyên bản luôn. Đó, loa cực kỳ đẹp, zin nguyên bản đẹp như mới nè nha. Yeah. Ok. Thì Khôi chỉ quay sơ lại như vậy thôi ha. Tại vì clip trước đã quay rất là kỹ rồi. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của Lee Khogo để cập nhật nhiều cái sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.